Theo như tôi điều tra thì anh Long, chủ tịch tập đoàn BJ, sắp kết hôn với một cô gái có tên là Vân. Gia đình cô ta thế nào? Trước đây thì gia đình cô ta cũng thuộc hạng khá giả, sở hữu một công ty dệt may cũng có tiếng, nhưng mà do khủng hoảng kinh tế nên đã phá sản cách đây 2 năm. Còn gì nữa không? Mẹ của chủ tịch Long có vẻ không hài lòng với hôn sự này. Nếu bà ta hài lòng, tôi mới cảm thấy lạ đấy. Cô không hiểu vì lý do gì mà một người nhất nhất nghe theo mọi sự sắp đặt của mẹ như chủ tịch Long mà lần này lại kiên quyết lấy bằng được cô gái đó. Thú vị rồi đấy. Tiếp tục điều tra toàn bộ thông tin về cô gái đó cho tôi. Tôi biết là thế nào chủ tịch cũng nói vậy, nên tôi đã điều tra đầy đủ thông tin của cô gái ở đây. Mời chủ tịch xem. Anh làm tốt lắm. Cảm ơn chủ tịch đã khen. Anh muốn tìm ai? Chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi đúng không? Cô nhận nhầm người rồi. Từ trước tới nay tôi chưa gặp cô bao giờ. Thật sao? Nhưng mà tôi nhìn thấy anh quen lắm. Nếu cô muốn lấy cách này để làm quen với tôi thì xưa rồi. Anh đừng có làm như mình cao giá. Ai cũng muốn làm quen với anh. Cô không sao chứ? Tôi không sao. Cảm ơn anh nhiều nhé. Không có gì. Tôi có thể mời anh uống cà phê thay cho lời cảm ơn được không ạ? Được ngồi uống cà phê với một cô gái xinh đẹp như cô là niềm vinh hạnh của tôi. Ủa? Bình thường mình tiết kiệm lắm cơ mà. Sao hôm nay lại bỏ tiền ra mua hoa thế? Mà trời lại nắng đông à? Hoa này không phải em mua, có người tặng chị đấy. Vừa rồi khi em về tới cổng thì gặp shipper nên cầm luôn giúp chị đấy. Anh Long tặng à? Không phải, là một người tên Phan Anh, chủ tịch tập đoàn ABA tặng chị đấy. Ôi, anh ấy thật là lãng mạn. Anh chàng tên Phan Anh này là ai thế ạ? À, đây là một fan hâm mộ của chị. Chị sắp kết hôn với anh Long rồi mà vẫn nhận hoa của người đàn ông khác. Chị không sợ là anh ấy ghen à? Ồ, là người ta chủ động tặng chị, chứ chị có đòi người ta tặng đâu. Với lại, chắc gì chị đã kết hôn với anh Long. Chị nói vậy là có ý gì? Thì chuyện cưới xin là chuyện cả đời, làm sao có thể qua loa được. Mình phải chọn ứng cử viên sáng giá nhất thì mới có thể trao thân gửi phận được chứ. Anh Long đã chống lại người mẹ mà anh ấy tôn thờ để kết hôn với chị đấy. Đấy là việc của anh Long, không liên quan đến chị. Những lời này chị nói cho em nghe thì được, nhưng tuyệt đối đừng để anh Long nghe thấy đấy. Giỏi ơi, em cứ lo cho em trước đi. Cái việc đối phó với đàn ông á, chị nhiều kinh nghiệm hơn cả em ấy. Alo anh ạ, à? Em nhận được hoa anh gửi rồi ạ. Em thích không? Em thích lắm, em cảm ơn anh nhiều. Em thích là anh vui rồi. Nhìn từ xa thấy quen quen, hóa ra là người quen thật. Anh Phan Anh, anh cũng tới đây thưởng trà à? Đây là một trong những quán trà mà anh thích nhất đấy. Trùng hợp thế ạ? À? Đây cũng là quán trà mà em yêu thích nhất đấy ạ. Đây là... À, đây là Tuyền, em gái của em ạ. Rất hân hạnh được làm quen với em, anh là Phan Anh. Rõ ràng thì anh ta rất quen. Chắc chắn là mình đã từng gặp anh ta ở đâu rồi. Này, bạn của chị đang chào hỏi em ấy. Chào anh ạ. Thật vui khi gặp hai chị em ở đây. Anh có thể mời hai chị em dùng trà được không? Dạ, đương nhiên là... Không ạ.
Cảm ơn ý tốt của anh. Chị gái tôi sắp kết hôn rồi, ngồi chung với người đàn ông khác e là không tiện đâu ạ. Anh thực sự là không biết điều đó. Nếu thời gian qua anh có làm phiền tới em thì anh xin lỗi nhá. Anh ơi, anh đừng có nghe em gái của em nói lung tung. Đúng là có người muốn kết hôn với em thật, thế nhưng mà em chưa đồng ý ạ. Lễ đính hôn đã tổ chức rồi, chị còn nói chưa đồng ý là sao? Mày không nói thì không ai bảo mày câm đâu. Em không thể nào khoanh tay đứng nhìn chị mắc sai lầm được. Chị đã nói là không phải việc của mày mà, đừng có xem vào chuyện của chị. Nhưng đó là việc làm vô đạo đức đấy, chị có biết không? Mày dám ăn nói với chị mày thế à? Tuyền! Tuyền ơi! Sao lại là anh ấy? Cô định làm gì? Anh là anh Hải đúng không? Cô nói gì tôi không hiểu. Mặt dây chuyền đó là quà sinh nhật em tặng anh năm anh 13 tuổi. Cô nhầm rồi. Em không nhầm. Anh chính là anh Hải. Mặt dây chuyền người ta sản xuất hàng loạt cả nghìn cái, người đeo giống người cũng là chuyện bình thường thôi. Sau mặt dây chuyền em đã tự tay khắc chữ hát. Anh có dám đưa cho em kiểm tra không? Anh không dám đưa dây chuyền cho em kiểm chứng, càng chứng tỏ suy đoán của em là hoàn toàn chính xác. Cô nhận nhầm người rồi. Tôi không phải là người cô đang nhắc tới. Anh có biết là em đã tìm anh bao lâu rồi không? Em không biết đã xảy ra chuyện gì. Tại sao anh trở thành chủ tịch tập đoàn ABA? Tại sao anh phải thay tên đổi họ? Nhưng mà em mừng vì anh vẫn còn sống. Hôm nay em có chuyện gì à? Sao trông tâm trạng thế? Chị có nhớ cô gái tên là Tuyền mà trước đây em đã từng kể với chị không? Có chứ. Sao vậy? Cô ấy đã nhận ra em chính là Hải rồi. Liệu có khi nào cô ấy sẽ nói cho Long biết thân phận thật sự của em không? Khi em còn nhỏ, các bạn biết em là kết quả của một cuộc tình vụng trộm giữa bố đẻ em và một người phụ nữ bán cá ngoài chợ. Khi đó các bạn đều khinh miệt, xa lánh em. Chỉ có một mình Tuyền là chơi với em. Thậm chí cô ấy còn đối xử với em tốt hơn trước đó rất nhiều. Chị biết là em rất hận mẹ kế và em trai cùng cha khác mẹ của mình. Thế nhưng mà em có biết rằng em hủy hoại họ cũng chính là đang hủy hoại bản thân mình không? Em biết. Chị không muốn em vì báo thù mà bất chấp mọi thủ đoạn, thậm chí là làm tổn thương người quan trọng nhất đối với mình. Em đã lún sâu rồi, không thể quay đầu được nữa. Không, bây giờ em dừng lại vẫn chưa muộn đâu. Em muốn tước đoạt tất cả mọi thứ thuộc về Long, từ tập đoàn BJ cho tới vợ sắp cưới của cậu ta. Em muốn được nhìn tận mắt cảnh mẹ con họ từ đỉnh cao rơi xuống vực sâu. Em muốn tận mắt nhìn thấy cảnh họ phải sống khốn khổ hơn mình năm xưa. Chị chính là người đã cứu anh Hải 17 năm trước hay sao ạ? Và cũng là chị nuôi của Hải, tức Phan Anh hiện tại. Sở dĩ hôm nay chị hẹn em tới đây là có chuyện muốn nhờ em. Có chuyện gì thế ạ? Chị biết là trong lòng của Phan Anh, em luôn giữ một vị trí đặc biệt quan trọng. Vì vậy, chị muốn nhờ em giúp chị khuyên Phan Anh dừng kế hoạch báo thù lại trước khi quá muộn. Báo thù ấy ạ? Phan Anh là một chàng trai tốt, nhưng vì oán hận, cậu ấy đã tự biến mình trở thành một con quỷ dữ,
không cho phép bản thân mình thật lòng với bất kỳ ai, và chỉ coi phụ nữ như một công cụ để báo thù. Nói như vậy có nghĩa là anh ấy tiếp cận chị gái em với mục đích là trả thù à? Chị thật lòng rất thương Phan Anh, nên không đành lòng nhìn thấy nó sai càng thêm sai nữa. Thế là hết rồi. Hết thật rồi. Anh là ai? Tôi là người đã thu mua lại tập đoàn BJ này. Tôi với anh không thù không oán. Sao anh lại hãm hại tôi? Có thật là chúng ta không thù không oán không? Mở mắt to ra và nhìn cho kỹ vào. Mới 17 năm không gặp mà cậu đã không nhận ra tôi rồi sao? Cậu khiến tôi quá thất vọng rồi đấy. Em trai cùng cha khác mẹ ạ. Mày là Hải? Phải. Tôi chính là đứa trẻ mà bị mẹ cậu ngược đãi, đánh đập mỗi ngày trước đây. Tôi chính là đứa trẻ bị mẹ cậu đuổi tới ngã xuống sông. Tới bây giờ tôi vẫn không thể quên được ánh mắt thỏa mãn của bà ta khi nhìn tôi chơi với dưới dòng nước. Mày không phải mày bị dòng nước cuốn đi rồi à? Sao mày có thể? Các người đều đinh ninh rằng tôi đã chết, nhưng tôi mạng lớn, được một ngư dân cứu sống và nhận nuôi. Từ đó tôi đã đổi tên thành Phan Anh, sống một cuộc sống mới. Một cuộc sống mà chỉ có hai chữ trả thù. Không thể như thế được. Không thể được. Mẹ cậu sẽ cảm thấy thế nào khi đứa con trai yêu quý của bà ta có một cái chết bất đắc kỳ tử nhỉ? Mày muốn làm gì? Mày... Anh Phan Anh! Anh mau dừng lại đi! Em xin anh đấy! Sao em lại ở đây? Đừng biến mình trở thành một con quỷ thật sự. Họ không xứng đáng để anh hy sinh chính mình đâu. Đây là nhà tao, mày không thể đuổi tao đi được. Tôi đã mua lại căn nhà này. Từ bây giờ trở đi, đây là nhà tôi. Tao không tin. Nếu tôi là cậu, tôi cũng sẽ không tin mình sẽ có ngày này đâu. Mày... Chuyện này là sao ạ? Chính nó đã hủy hoại cuộc đời anh, khiến mẹ anh lên cơn đau tim và nằm viện. Tất cả những gì xảy ra ngày hôm nay đều là quả báo mà các người đáng phải nhận được. Tao sẽ không tha cho mày đâu. Có bản lĩnh thì lấy lại tất cả từ tay tôi đi. Mày đừng đắc ý quá sớm. Cứ đợi đấy cho tao. Tôi sẽ ở đây để đợi cậu. Còn bây giờ, cậu có hai sự lựa chọn. Một là tự giác đi. Hai là tôi sẽ gọi người đến để bốc cậu đi. Cậu chọn cách nào? Anh bình tĩnh. Dù sao thì hai người cũng chung một dòng máu. Anh hãy để em khuyên anh ấy rời đi ạ. Cả cô, hãy đi cùng hắn ta luôn đi. Cô nghĩ tôi có tình cảm với một kẻ ích kỷ, chỉ biết tới bản thân mình như cô sao? Không, tôi chỉ lợi dụng cô để trả thù hắn ta thôi. Anh... Từ nay trở đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nó đã nói linh tinh gì với anh về em đúng không? Tôi đủ trí thông minh để biết cô là người như thế nào. Tao biết ngay, mày chính là hòn đá cản đường tao mà. Con khốn này, ngày hôm nay mày không còn là em của tao nữa. Tao sẽ dạy cho mày một bài học. Mày ra đây. Tôi cảnh cáo cô, cô thử động tay động chân tới cô ấy một lần nữa xem. Anh Phan Anh, anh đừng có nghe nó nói bậy ba. Em thật sự rất thích anh mà. Cô thích con người tôi hay thích tiền của tôi? Đương nhiên là em thích anh rồi. Cô nói dối không biết ngượng mồm mà. Trước đây cô định cưới Long bởi vì anh ta là chủ tịch tập đoàn BJ,
Nhưng sau đó tôi đã xuất hiện và cô nhận ra tiềm năng tài chính của tôi mạnh hơn anh ta. Và cô đã ruồng bỏ anh ta để nghiêng về phía tôi. Tôi nói để cho cô biết, ngoài Tuyền ra, tôi không có hứng thú bất kỳ một cô gái nào khác. Từ nay trở đi, cô mà còn làm Tuyền rơi một giọt nước mắt nào, tôi sẽ khiến cô phải trả giá. Mình vào nhà thôi. Anh Alo, chị đâu rồi ạ? Đây, chị ra tới cửa rồi đây. Tuyền, chị bên này. Đi thôi nhanh lên, không người ta tranh hết quần áo bây giờ. Hôm nay sale 75% đấy. Sale thì cũng phải từ từ, để chị thở đã chứ. À, chủ tịch tập đoàn chị đấy, trông giống chàng hoàng tử bước ra từ chuyện ngôn tình không? Anh ta là chủ tịch tập đoàn ABA hả chị? Chính xác. Đóa hoa cao lãnh ngàn năm, niềm ao ước của vô vàn cô gái đấy. Alo, anh đang ở đâu đấy? Anh đang đi tiếp khách với sếp. Sao hôm trước anh bảo với em hôm nay sẽ xin nghỉ cơ mà? Anh cũng định là như thế. Thế nhưng mà sếp bảo đi thì phải đi thôi. Mà em gọi anh có chuyện gì không? Hôm nay là tròn một năm chúng ta yêu nhau đấy. Em muốn cùng anh tổ chức lễ kỷ niệm. À thế à? Tiếp khách xong anh sẽ đến tìm em. Dạ vâng ạ. Thì ra anh đang bận tiếp một khách hàng xinh đẹp thế này. Tay không tiếp ở khách sạn luôn đi, còn dắt nhau về nhà làm gì? Nếu như cô ta đã biết rồi thì mình công khai luôn đi, không cần phải giấu giấu giếm giếm trong khổ sở nữa anh ạ. Nói như vậy là cô đã biết đến sự tồn tại của tôi, nhưng cô vẫn cố tình trở thành người thứ ba chen chân vào mối quan hệ của chúng tôi đúng không? Trong một mối quan hệ, người không được yêu mới chính là kẻ thứ ba. Giờ lại có kiểu đánh cháo khái niệm, đúng cũng thành sai nữa à? Để anh nói với cô ấy mấy câu. Chuyện này bắt đầu từ khi nào? Giờ em hỏi chuyện này còn có ý nghĩa gì đâu. Tôi đã nói rõ với anh từ lúc chúng ta bắt đầu hẹn hò. Nếu một ngày anh không còn yêu tôi nữa, hãy nói thẳng thắn với nhau, tôi sẽ để anh ra đi. Vậy tại sao anh còn cắm sừng lên đầu tôi? Anh không muốn mất em. Này, ai cho cô đánh anh ấy? Em đừng can thiệp vào chuyện này, để anh giải quyết. Sao? Anh sợ tôi đánh cô ta à? Anh biết là em giận anh, nhưng thật sự anh có nỗi khổ riêng. Anh đừng ngụy biện cho hành động sai trái của mình nữa. Em biết anh trai Vân là ai không? Anh trai của cô ta có là tỷ phú thế giới thì tôi cũng không thèm quan tâm đâu. Anh trai Vân là chủ tịch tập đoàn ABA, một trong những tập đoàn lớn nhất miền Bắc này. Thì ra là vậy à? Những người tình lẻ như chúng ta, nếu không có sự hậu thuẫn, sẽ không thể nào tồn tại được ở thành phố lớn này. Dù chúng ta có phấn đấu cả đời, cũng không thể nào mua được nhà, mua được xe đâu. Tôi hiểu rồi. Vì vậy anh chọn cách bám váy đàn bà để tiết kiệm được 30 năm phấn đấu đúng không? Chỉ cần em chịu thiệt thòi một chút, sau này cưới Vân, anh sẽ không để em phải chịu ở mức đâu. Anh nghĩ ai cũng có suy nghĩ giống như anh à? Tôi thấy được điểm khác biệt của chúng ta rồi đấy. Chúng ta hoàn toàn đối lập nhau anh Long ạ. À, mối tình này chấm dứt được rồi đấy. Cảm ơn anh vì tất cả. Qua chia tay. Bằng mọi giá, em sẽ cưa đổ người đàn ông này.
Cái gì? Em vừa nói cái gì cơ? Em sẽ trở thành người yêu của chủ tịch tập đoàn ABA. Không sót. Thế sao lại nói sảng thế hả em? Cứ nghĩ đến cảnh cái tên khốn đó phải gọi em bằng chị dâu là em đã thấy phấn khích lắm rồi. Thôi em ơi, người ta sinh ra đã đứng ở vạch đích rồi. Hạng con gái tỉnh lẻ như chị em mình không có cửa đâu. Tốt nhất là từ bỏ cái ước mơ biển bông ấy đi. Thứ em nhắm vào là địa vị của anh ấy, chứ không phải tiền bạc đâu. Em nói chuyện càng lúc càng ngáo rồi. Có được trái tim chủ tịch lại sẽ được đính kèm theo tất cả mọi thứ thuộc về anh ấy rồi. Chị có thể giúp em thu thập thông tin về anh ấy không? Ví dụ như là thói quen, sở thích, sở đồ ăn. Nói chung là em cần biết tất tần tật về anh ấy. Ôi này, em định cưa chủ tịch tập đoàn chị thật à? Em không đùa. Thế nhưng mà bao nhiêu tiểu thư tập đoàn lớn vừa xinh đẹp vừa giỏi giang tung hết chiêu này chiêu kia để quyến rũ anh ấy còn chẳng đổ kìa. Em chưa bắt đầu, chị đã ngửi thấy mùi thất bại rồi đấy. Chị chỉ cần giúp em thu thập thông tin của anh ấy thôi. Mọi việc còn lại cứ để em lo. Cô không sao chứ? Người đàn ông này đúng là lạnh lùng thật đấy. Là cô. Ô, chúng ta có duyên thật đấy. Không ngờ lại gặp anh ở đây à? Cô gọi tôi có việc gì không? Anh đánh rơi tiền này. Cảm ơn, nhưng đây không phải tiền của tôi. Rõ ràng là tôi nhìn thấy tờ tiền này rơi từ trong túi của anh ra mà. Tôi khuyên cô nên đi kiểm tra mắt của mình xem có bệnh lý gì không. Tôi không có thói quen mang tiền mặt theo người, cho nên chắc chắn tiền này không phải của tôi. Hôm nay tăng ca về muộn thế. Em về từ sớm rồi, nhưng bận đi theo chủ tịch của chị đấy. Bây giờ mới lết được về đến nhà. Này, em lẽo đẽo bám đuôi cưa cẩm chủ tịch chị khác cũng gần 3 tháng rồi. Thế đã thu hoạch được gì chưa? Anh ta đúng là tảng băng ngàn năm đấy. Chị đã cảnh báo mày từ trước mà mày không chịu nghe. Thôi từ bỏ đi em. Từ bỏ không có trong từ điển của em. Thua keo này kém bày keo khác. Cái con bé này cứng đầu cứng cổ thật đấy. Không dám bị ngã đâu thì làm sao có thể trèo cao được. Mà đợt này mày bám theo chủ tịch cũng phải cẩn thận đấy. Sao thế à? Đợt vừa rồi bên tài vụ cấu kết với nhau rút ruột một công trình dân sinh cho tập đoàn ABA thi công, dẫn đến một người phụ nữ bị tai nạn rồi qua đời. Bây giờ á, chồng con chị ta đang đến tập đoàn làm loạn, đòi gặp chủ tịch để đòi bồi thường đấy. Thế anh ta có bồi thường không ạ? Đương nhiên bên tập đoàn sai phạm, họ sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Thế nhưng mà làm gì cũng phải theo tuần tự từng bước. Chồng con chị kia không kiên nhẫn đợi được nên mới làm ầm ĩ lên. Đồ thiết người, mau trả mạng vợ cho tao. Cuối cùng cơ hội của mình cũng đã đến rồi. Anh nói gì tôi không hiểu. Mày còn chối à? Trả vợ cho tao. Trả vợ cho tao. Dừng tay lại. Dừng tay lại. Chủ tịch, anh đi trước đi. Mọi chuyện đấy cứ giao cho tôi. Dừng tay lại. Anh cẩn thận nhá. Đừng để mình bị thương. Và cũng đừng làm anh ta bị thương. Từ bây giờ kìa. Mày ơi, mày quay đây. Anh bình tĩnh đi. Chúng tôi sẽ giải quyết. Quay đây. Chúng tôi sẽ giải quyết trường hợp của anh. Anh dừng xe cho tôi. Này, cô còn muốn diễn đến bao giờ nữa?
sao tôi lại ở trong xe của anh thế này? Nói đi, mục đích cô bám theo tôi là gì? Anh nói gì thế? Sao tôi lại bám theo anh? Tôi tình cờ đi ngang qua, thấy anh bị người ta tấn công nên mới xả thân cứu giúp tôi. Anh theo dõi tôi à? Không lẽ cô theo dõi tôi? Tôi lại không có quyền theo dõi ngược lại cô à? Nói đi, ai sai cô tiếp cận tôi? Không ai sai bảo tôi hết. Vậy cô muốn gì ở tôi? Tôi muốn trở thành bạn gái của anh. Tại sao cô lại muốn trở thành bạn gái của tôi? Bởi vì tôi ngưỡng mộ tài năng của anh, nhân phẩm của anh. Ngoài kia những người ngưỡng mộ tôi xếp hàng dài cả cây số, không cần thêm cô nữa đâu. Đồ tự luyến, cứ nghĩ lúc nào mình cũng vượt trội hơn người khác không bằng ấy. Mình đi tiếp thôi. Anh đưa tôi đến khách sạn làm gì đấy? Cô không định tắm gội, thay quần áo sao? Anh đang quan tâm tôi đấy à? Cô đừng ngộ nhận. Cô xả thân cứu tôi thì ít nhất tôi phải đền cho cô một bộ quần áo chứ. Ô, ai đây thế này? Không phải người yêu cũ của anh đây à? Mới có mấy tháng không gặp thôi mà nhìn nhếch nhác thật đấy. Thế mà lại có người thích vẻ nhếch nhác đó của tôi đấy. Đúng không anh yêu? Cô gọi cũng ngọt quá nhỉ. Bây giờ tôi đã trở thành bạn gái của anh trai cô rồi. Ngạc nhiên lắm đúng không? Em đang nói vớ vẩn cái gì vậy? Anh trai của Vân là chủ tịch tập đoàn ABA, sao có thể là người đàn ông này được? Tôi có em gái từ bao giờ thế? Thế anh không có em gái à? Cô điều tra kỹ lưỡng về gia đình tôi lắm cơ mà. Tại sao thành viên trong gia đình tôi có những ai mà cô không biết à? Chủ tịch, anh để quên điện thoại ạ. Thôi cảm ơn. Vân, sao em lại ở đây? Cô ta là em gái anh à? Dạ vâng ạ. Thì ra anh trai của cô là tài xế của chủ tịch tập đoàn ABA. Thế mà cô lại đi nổ khắp nơi rằng mình là em gái của chủ tịch. Cô cũng ghét thật đấy. Những gì cô ấy nói có phải sự thật không? Vân, đầu óc mày nghĩ gì mà dám cả gan mạo danh là em ca chủ tịch? Xin lỗi chủ tịch, vì hành vi mạo danh của em gái tôi sẽ quản lý nó nghiêm, không để tình trạng này xảy ra nữa ạ. Đây là chuyện riêng của nhà anh tự giải quyết đi. Nó chưa ảnh hưởng gì đến tôi cũng như tập đoàn, tôi có thể bỏ qua được. Đừng để nó tái diễn. Dạ vâng, cảm ơn chủ tịch. Phải đi theo anh. Chuyện này là sao? Chúc mừng anh đã quay chúng ô bị lừa. Chủ tịch tập đoàn ABA là người này cơ. Giờ chỉ còn tôi với cô. Cô có gì muốn nói với tôi không? Ban đầu tôi tưởng anh là anh trai của Vân nên mới lập kế hoạch để cua anh. Ai ngờ là tôi nhầm người. Xin lỗi anh ạ. Anh yên tâm, từ giờ tôi sẽ biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt của anh, không làm phiền anh nữa đâu ạ. Mấy tháng qua cô trêu chọc tôi, khuấy đảo cuộc sống của tôi. Giờ tôi động lòng rồi, cô lại muốn bỏ đi là sao? Tôi không ngờ cô lại là người thiếu trách nhiệm như thế. Không phải đâu. Vậy nghĩa là cô sẽ chịu trách nhiệm với tôi đúng không? Không nói gì, tức là đồng ý rồi nhá. Những lời anh vừa nói
là sự thật à? Em nghĩ một người như anh hay nói đùa lắm à? Vậy là tôi cưa nhầm người mà lại được bạn trai như ý à? Thế em có cảm tình gì với anh không? Ơ hay, đây là chỗ nào nhở? Trong bản đồ còn không hiện luôn. Làm thế nào bây giờ? Cậu gì ơi, cậu làm ơn cho tôi hỏi, đây có phải là làng An không? Anh ở nơi khác đến đây à? Đúng vậy, tôi đi tìm nhà bạn chiến đấu của bố tôi, không may bị lạc. À, ra vậy. Được rồi, thế anh quay xe đi lại hướng kia đi. Anh đừng trách tôi, tại tôi đang túng quẫn quá mà thôi. Cô cứu tôi với. Anh yên tâm, tôi sẽ giúp anh. May là anh chỉ bị chấn thương nhẹ thôi. Bác sĩ cho anh uống thuốc này, bảo là nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Cảm ơn cô. May là có cô giúp tôi. Mà cô tên gì vậy? Tôi là Tuyền. Tuyền à? Đây là làng An đúng không cô? Dạ vâng, đúng làng An rồi ạ. Vậy cô cho tôi hỏi, làng mình có bác nào tên là Đại, đi bộ đội hải quân mà đã hy sinh rồi không? Anh tìm bố tôi. Bố cô? Nghĩa là... Cô xem đi. Anh là ai? Tại sao lại có ảnh của bố tôi và tôi lúc nhỏ thế này? Bố cô và bố tôi là bạn cùng đơn vị ở ngoài hải đảo. Lúc còn nhỏ, chúng ta đã có hôn ước với nhau. Gần đây, gia đình tôi mới tìm được thông tin của cô. Sao cơ? Anh nói tôi với anh có hôn ước á? Vì cứu bố tôi nên bố cô đã hy sinh ở ngoài hải đảo. Trước khi mất, bác đã đồng ý với lời đề nghị làm thông gia giữa hai gia đình. Nhiều năm qua bố tôi vẫn miệt mài đi tìm gia đình cô, nhưng mà nhà cô đã chuyển nhà. Gần đây đồng đội cũ của bố tôi mới cho chúng tôi biết thông tin về cô. Nhưng mà... Tôi hiểu ý cô. Hôm nay tôi về đây tìm cô cũng là vì thay bố mình, muốn báo đáp lại ân tình của bố cô năm đó. Còn chuyện hôn ước, nếu cô không đồng ý, tôi cũng sẽ không ép. Chuyện này quá đột ngột, tôi cũng không biết phải trả lời anh thế nào. Nhưng mà dù sao đây cũng là tâm nguyện của bố tôi. Tôi chắc chắn sẽ suy nghĩ về vấn đề này. Thật ra tôi... Tuyền ơi! Chị lại bị đau ạ? Để em gọi xe đưa chị đi viện nhá. Sao vậy? Có cần tôi giúp gì không? Không cần đâu. Anh chỉ cần trông nhà giúp tôi là được. Anh vừa bị thương xong mà. Mình đi thôi ạ. Thank you.
Việc phẫu thuật không thể trì hoãn thêm được nữa. Gia đình nên lo kinh phí và nộp vào viện đi. Tuyền, cô sao vậy? Chị gái cô đâu? Chị gái của tôi vẫn đang ở viện. Tôi nhờ họ hàng trông giúp, sau đó đi về đây. Sao cô lại khóc? Có chuyện gì xảy ra với chị gái cô à? Bác sĩ nói không thể trì hoãn phẫu thuật thêm được nữa. Nhưng mà tiền phẫu thuật thì rất nhiều. Tôi cũng vừa bị cướp nên mất cả điện thoại. Nhưng tôi vẫn còn tiền trong tài khoản. Cô có thể cho tôi mượn điện thoại của cô. Tôi sẽ đăng nhập vào tài khoản của tôi rồi chuyển khoản cho cô mượn. À, trên xe ô tô của tôi vẫn còn tiền. Hôm trước đi về đây do đường hẹp quá nên tôi đã gửi xe ở ủy ban xã và mượn xe máy đi. Bây giờ cô có thể giúp tôi đến đây lấy tiền được không? Cảm ơn anh, nhưng mà tôi không lấy đâu. Tôi không thể dùng tiền của anh được. Cô Tuyền à, ít giỏi ơi. Hôm nay là đến hạn cô trả tiền. Cô vay tôi lần trước rồi đấy. Chị Vân, hiện tại tôi chưa có. Chị có thể để mấy hôm nữa được không ạ? Không được, cô đã hứa với tôi rồi. Nếu như mà hôm nay không có tiền trả nhá, là phải qua quán làm nhân viên tiếp khách cho tôi đấy. Mà cô cứ yên tâm đi, ở đấy lương cao lắm, chả mấy mà trả được nợ. Có khi còn có một khoản mong về. Không, tôi sẽ không làm công việc đó đâu. Chị đợi tôi mấy hôm nữa thôi, nhất định tôi sẽ trả tiền cho chị, thêm cả lãi nữa. Nghe cái từ mấy hôm nó nhảm tai lắm rồi. Không được là không được. Nếu như mà hôm nay cô không có tiền trả tôi thì theo tôi lên quán tiếp khách. Thả cô ấy ra, tôi sẽ trả tiền cho cô ấy. Trả tiền cho cô ta? Anh là ai? Là ai không quan trọng. Cô chỉ cần biết tôi sẽ giúp cô ấy trả nợ cho cô. Cho tôi mượn điện thoại đi. Nhưng mà... Không nhưng gì cả. Tôi cho cô vay chứ có cho không đâu. Đợi tôi một chút, tôi sẽ chuyển tiền cho cô. Anh tốt bụng ghê. Có số cô Tuyền may mắn nhỉ, được hẳn hot boy trả tiền cho. Cô xong chưa? À, xong. Xong rồi. Chúng ta hết nợ nhá. À, tôi đi về trước. Mà cô Tuyền này, hết tiền thì cứ sang tôi, tình làng nghĩa xóm tôi vẫn giúp đỡ nhá. Cảm ơn anh. Giờ cô đưa tôi tới viện, tôi sẽ giúp cô chuyển tiền viện phí. Hãy làm thủ tục thật sớm để chị Tuyết còn được mổ. Dạ thôi, anh vừa cho tôi vay một khoản rồi, tôi không dám. Giúp thì tôi cũng đã giúp rồi. Tính tôi đã làm thì phải tới nơi tới chốn. Giờ không phải là lúc đôi co, tính mạng chị Tuyết là trên hết. Anh Long, anh đi đâu mà bây giờ mới về? Anh có biết là em gọi cho anh bao nhiêu cuộc rồi không? Đừng vội nói chuyện này. Anh mang tiền về rồi đây. Bây giờ em mang chút tiền này đi nộp viện phí cho chị Tuyết. Còn tiền nợ Vân cứ để anh tính. Em không được đến đấy làm đâu đấy. Anh lấy đâu ra nhiều tiền thế này? Thì là sếp anh cho anh ứng lương, với cả thưởng doanh số cho anh nữa. Anh nói có thật không? Ờ hay cái con này. Anh nói mày không tin à? Thôi mau đi đi, kẻo chị Tuyết chị lại chờ. Lát nữa anh vào sau. Vâng. Vậy em đi vào viện trước, anh ở nhà nhá. Đi đi. Cậu, cậu chính là người đã cướp đồ của tôi. Sao anh lại ở đây? Anh làm gì đấy? Mau thả anh trai của tôi ra. Cái gì? Anh ta là anh trai của cô á? Đúng. Sao anh lại bảo anh trai tôi cướp đồ của anh? Anh Long, chuyện này là sao? Anh đã cướp tiền của anh ta. Sao cơ? Anh vừa nói cái gì? Anh bị điên này anh Long. Anh xin lỗi, tại anh không muốn em vì trả nợ mà phải đến quán karaoke của Vân làm. Tôi đã cướp xe, tôi đã cướp tiền của anh, lại còn đánh anh nữa. Tất cả mọi chuyện là do tôi làm sai. Nhưng anh có thể cho tôi thêm một chút thời gian, tôi sẽ đi làm để trả nợ cho anh. Tất cả chỉ vì chị gái tôi thôi. Tôi xin lỗi anh.
tôi sẽ nói với anh trai mình đi chuộc lại xe và điện thoại để trả lại cho anh ạ. Chuyện này cô cứ bình tĩnh. Thật sự tôi cũng không biết anh ấy là anh trai của cô. Anh ấy cũng có nỗi khổ tâm của mình, cho nên tôi sẽ không truy cứu chuyện này nữa đâu. Tôi thật sự cảm thấy rất xấu hổ với anh. Việc anh trai tôi làm sai, đó là điều không thể nào chối cãi. Nhưng anh không báo với cơ quan công an, đó là một ân huệ lớn đối với nhà tôi rồi. Còn về mọi thiệt hại, chúng tôi sẽ hoàn trả lại cho anh ạ. Đây là ví của anh. Trong này vẫn còn giấy tờ. Còn điện thoại với xe thì tôi bán rồi. Thôi được rồi, chuyện này để nói sau. Cậu mau đưa em gái mình vào viện để làm thủ tục cho chị Tuyết đi. Cảm ơn anh. Tuyền, anh xin lỗi. Anh sẽ chịu trách nhiệm với những hành động mà mình gây ra. Nhưng mà trước tiên, chúng ta phải vào viện lo chị Tuyết đã. Tuyền, chờ tôi với. Để tôi đưa cô tới viện. Anh đi về trước đi. Thật sự tôi không thể đối mặt với anh lúc này được. Đừng khóc mà. Tôi hiểu mọi người trong gia đình cô đều phải chịu áp lực rất lớn. Cô không cần phải vơ hết trách nhiệm về mình đâu. Tôi nhất định sẽ trả lại tiền cho anh sau khi lo xong việc cho chị gái. Quan hệ giữa chúng ta đừng chỉ nhắc đến mỗi tiền có được không? Tuyền, giữa chúng ta còn có chuyện hôn ước. Tạm thời tôi không muốn nhắc đến nữa. Chúng ta mới gặp nhau không lâu. Hơn nữa, hôn nhân phải bắt đầu từ tình yêu. Tôi không muốn lấy người không yêu tôi. Nhưng mà tôi còn phải tới viện nữa. Anh về nhà nghỉ ngơi đi. Hôn nhân nên xuất phát từ tình yêu. Em nói đúng. Nhưng em có biết anh đã yêu em ngay từ lúc đầu gặp mặt không? Còn có cả chuyện này cơ à? Nhất định mình sẽ lợi dụng chuyện này để dụ con Tuyền về tiếp khách cho mình. Từ từ thôi chị ạ. Chị ngồi xuống đây. Em vào trong nhà lấy cho chị cốc nước. Còn Tuyền, ngồi lại đây nói chuyện với chị một chút đã. Có chuyện gì thế ạ? Câu này chị phải hỏi em mới đúng. Trong những ngày chị ở bệnh viện, ở nhà đã xảy ra chuyện gì à? Không có. Chị đừng nghĩ ngợi lung tung chị ạ. Em đừng có nói dối chị. Rõ ràng đã xảy ra chuyện gì đó. Chị thấy thái độ của em và Long khác lắm. Chỉ là có chút chuyện. Anh Long khiến em bực mình một chút thôi. Không có gì to tát đâu chị ạ. Chị cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Em có chút việc, em ra ngoài một lát nhé. Chị uống nước ạ. Tuyền nó đi đâu vậy ạ? Nó bảo là đi có việc. Long, lúc chị đi phẫu thuật, giữa em và Tuyền xảy ra chuyện gì à? Em... em còn không mau nói cho chị biết. Em hiểu tính của chị mà. Nếu như mà không có câu trả lời, cả đêm chị sẽ trằn trọc không ngủ được. Do em mấy hôm đó vì muốn kiếm chút tiền nên em đã cướp xe và điện thoại của Phan Anh, sau đó em đem bán. Tuyền nó biết được, nó rất tức giận. Mấy ngày hôm nay nó còn không muốn nói chuyện với em chị ạ. Là Phan Anh đang ở nhà mình sao? Vâng ạ. Em có biết Phan Anh là con trai bạn chiến đấu của bố không? Giữa Tuyền và Phan Anh còn có hôn ước từ trước nữa. Gì cơ ạ? Em thật là... Chị Tuyết, chị mới về ạ? Chị đỡ chưa ạ? Phan Anh à, cảm ơn cậu, tôi đỡ rồi. Tôi có nghe qua chuyện của Long. Tôi thật sự xin lỗi cậu. Không có gì đâu chị ạ. Mà Tuyền đâu rồi ạ? Em không thấy cô ấy đâu. Chị cũng không biết nữa. Nó đưa chị về đây rồi vội vã đi luôn rồi.
Tiền đây, cô cầm lấy mà trả cho người ta đi. Nợ tiền bạc vật chất còn trả được, thế tình cảm thì khó trả lắm. Này. Tôi hiểu rồi, cảm ơn chị ạ. Mà cô đã hứa rồi đấy, đến làm việc cho tôi. Tôi chỉ làm nhân viên dọn vệ sinh thôi đấy, chị phải đảm bảo cho tôi. Rồi, tôi biết rồi. Cầm tiền đi trả nợ cho người ta đi, rồi về làm với tôi nhá. Tôi biết rồi, chị cứ yên tâm đi. Tuyền, em đây rồi, em đã đi đâu thế? Số tiền này tôi trả lại cho anh. Anh kiểm tra lại đi ạ. Ơ kìa, anh có đòi em đâu. Mà em không cần phải vội trả cho anh như vậy. Anh cứ cầm đi. Vết thương của anh cũng đã khỏi lâu rồi. Anh cũng nên trở lại thành phố. Chuyện của chúng ta coi như xong. Sao em có thể lạnh nhạt với anh như vậy? Dù chúng ta quen nhau không lâu, nhưng còn chuyện hôn ước. Tôi không còn mặt mũi nào để nhìn anh cả. Làm sao tôi dám yêu anh và đến với anh chứ? Nhưng mà anh thích em. Không, để nói mà đúng là anh yêu em. Anh đã yêu em ngay từ lần đầu tiên em cứu anh rồi. Alo, tôi nghe đây. Được rồi, tôi đến ngay. Những gì cần nói tôi cũng đã nói hết rồi. Mong là anh thông cảm cho tôi. Bây giờ tôi có việc, tôi còn phải đi trước. Xin phép anh. Phan Anh, Tuyền đâu rồi em? Chị vừa nghe thấy giọng của nó mà. Cô ấy vừa đưa tiền trả cho em, xong có ai đó gọi điện rồi đi ngay rồi ạ. Sao nó có thể có tiền nhanh thế được nhỉ? Không lẽ nó vay Vân? Không được. Trước giờ cô ta vẫn luôn ép Tuyền ra quán karaoke cô ta làm. Lần này không ổn rồi. Anh nói sao cơ? Chị ở nhà, em phải đi ngay. Để tôi đi với anh. Đi. Bỏ ra. Tiền cô đã nhận rồi thì ở đây tiếp khách cho tôi. Không, tôi đã nói tôi chỉ làm nhân viên dọn vệ sinh thôi mà. Chị đã hứa với tôi rồi. Xinh thế này làm nhân viên dọn vệ sinh làm gì cho phí ra. Bây giờ cô nghe tôi, làm chuyện này nhanh có tiền lắm. Chỉ cần biết chiều chuộng khách hàng thôi, có khi còn lấy được chồng đại gia ấy chứ. Không, tôi không muốn. Chị tha cho tôi đi, tôi không muốn tiếp khách đâu. Thôi đi, tiền mày cũng đã nhận của tao rồi, mày không được từ chối. Bây giờ mày thử từ chối xem. Tao sẽ cho 2-3 thằng con đồ dưới trướng của tao vào phá đời của mày ngay. Tuyền. Ai cho cái người vào đây hả? Mày còn đĩ này. Mày dám bắt nạt em gái tao à? Thằng chó này, mày dám đánh tao à? Em gái của mày nhận tiền của tao thì mày tiếp khách cho tao. Đấy là quy luật của tao. Tiền đây, cô cầm lấy, tôi sẽ đưa cô ấy về. Tiền này ra khỏi tay tao là phải tính lãi. Lãi gấp đôi. Sao cơ? Chị mới đưa tiền cho tôi lúc sáng nay thôi mà. Tao không cần biết. Chỉ cần biết là mày không trả đủ tao thì ở đây tiếp khách cho tao. Xem ra cái ổ này của cô đã đến lúc cần phải dẹp rồi. Anh nói thế là có ý gì? Chúng tôi đã báo công an. Họ đã khống chế đàn em của cô ở bên ngoài. Không có nghĩ làm sao chúng tôi có thể vào được đấy. Không, không thể nào. Tụ điểm này đã bị xóa sổ. Cô chờ mặt cơm tù đi. Anh Long, anh hãy giao cô ta cho công an. Được. Đi. Bỏ ra. Đi. Em không sao chứ? Cô ta có làm em đau ở đâu không? Dạ không. Anh và anh Long đến kịp, cho nên em không sao cả. Sao em có thể quyết định dại dột như vậy? Em thả vay tiền cô ta nhưng vẫn muốn trả tiền anh bằng được à? Em chỉ muốn không mắc nợ anh. Chỉ khi quan hệ của chúng ta bình đẳng thì mới nói đến chuyện khác được à? Em nói chuyện khác? Ý em nói là em cũng thích anh. Em muốn nghĩ đến chuyện yêu đương với anh sao? Không, không phải đâu. Anh đừng có nghĩ linh tinh. Em đừng có lừa anh.
mặt em đỏ lên rồi kìa. Thì người ta xấu hổ chứ sao. Là em thừa nhận đấy nhá. Sau này anh sẽ chăm sóc em, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện di nguyện của bố. Do tôi bị vấp cho nên mới khiến chiếc giày bay trúng đầu anh ạ. Cô làm ăn kiểu gì đấy? Chỉ xin lỗi là xong thôi à? Cô có biết anh ấy là ai không? Tôi thật sự xin lỗi. Bây giờ tôi phải làm gì thì mới khiến anh chị bớt giận được à? Bây giờ cô... Chuyện có gì đâu, cô chỉ là không may thôi mà. Nhưng mà đầu của anh ạ. Bẩn thì gọi lại, có sao đâu. Tôi cảm ơn anh ạ, anh đúng là rộng lượng ạ. À, hay là để tôi đánh giày bù cho anh nhá. Yên tâm là tôi không lấy tiền đâu. Cũng được thôi, vậy cô đánh giúp tôi nhá. Dạ vâng. Để tôi giúp anh ạ. Không cần đâu, cô đứng lên đi, tôi tự tháo giày được rồi. Ừ, để tôi ra ngoài lấy dép cho anh nhá. Cứng thật, cô ta cũng bên định bợ đấy chứ. Trông cái mặt da lắm, không biết mưu tính cái gì. Anh đi dép vào đi. Anh đợi tôi một lát, để tôi đánh giày cho anh nhá. Cảm ơn cô. Này, con mẹ đánh giày kia bán ra ngoài mà đánh nhá. Dạ vâng, cháu biết rồi ạ. Anh ở trong này uống nước, tôi ra ngoài đánh giày cho anh. Đánh xong tôi sẽ mang vào ạ. Này, đấy là giày hiệu đấy nhá. Đừng có rình rình rồi cũng luôn. Cô đừng có nói như vậy, tôi không có ý đó đâu ạ. Thôi, cô mang giày ra đánh đi, tôi đợi trong này được rồi. Sếp dễ tin người quá đấy ạ. Đó là việc của tôi, cô không nên tỏ thái độ mất lịch sự như vậy. Dạ. Cô đánh giày này cũng buồn cười thật đấy. Alo ạ. Tuyền à, chị gái của cháu bị tai nạn đấy, cháu về nhà nhanh nhá. Dạ vâng, cháu về ngay đây ạ. Biết ngay mà, nhìn cô ta chẳng uy tín tí nào cả. Đấy, sếp thấy chưa? Em cảnh giác không thừa mà, trộm luôn đôi giày hiệu của sếp rồi. Sao có thể thế được? Chắc không phải đâu. Đến bây giờ mà anh vẫn còn tin tưởng cô ta ạ? Chắc là cô ẩn khúc gì đó thôi. Cô cũng nên có cái nhìn cởi mở hơn với những người lao động nghèo. Đừng lúc nào cũng đa nghi và hà khắc như thế. Chủ tịch. Thôi, về nhanh khỏi muộn giờ họp. Chuyện này để nói sau, chúng ta đi thôi. Dạ vâng ạ. Từ từ thôi chị ạ. Chân của chị đau thì hạn chế đi lại thôi, không kéo lại thành tật đấy. Chị biết rồi. Mà chị gọi điện cho chủ nhà rồi đấy. Cậu ấy bảo em cứ cầm lấy chìa khóa chị đưa, mở cửa vào nhà nấu ăn và dọn dẹp là được. Cố gắng giúp chị vậy nhá. Vậy thì tốt quá rồi chị ạ. Thời gian này cứ để em làm giúp việc thay chị. Chị cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi. Vất vả cho em rồi. Vất vả gì đâu ạ. Chị bị đau chân thì em đi làm thay thôi. Quan trọng nhất bây giờ là chị phải chú ý phục hồi chân, nếu không sẽ đau lâu lắm đấy. Chị biết rồi, em cứ yên tâm đi đi. Dạ vâng. Bây giờ em phải qua quán cà phê để gửi lại người ta đôi giày. Hôm trước đi vội quá, thế là mang theo giày của người ta về luôn. Mong là anh ấy vẫn quay lại đó ạ. Vậy em mau đi đi. Dạ vâng. Mong là tìm được người ta, nếu không em cảm thấy có lỗi lắm. Mà thôi, em đi đây chị ạ. Không biết là anh ấy có tới đây hay không nữa. Hay là đem vào quán gửi nhở? Nhưng mà không được, giày xịn thế này lỡ mất thì chết. Ơ, là anh ấy. Đúng là anh ấy rồi. Anh gì ơi.
Là cô à? Tôi mang giày trả cho anh ạ. Thật xin lỗi anh, vì hôm trước tôi có việc gấp quá, cho nên cầm giày của anh về mất, còn không nhắn lại anh câu nào nữa. Cô cũng nhiều chiêu trò nhỉ. Chắc cũng định trộm giày của chủ tịch tôi, nhưng mà thấy chủ tịch đẹp trai, phong độ, nhiều tiền quá, nên lấy cớ này để làm quen à? Không có đâu, cô đừng có hiểu lầm. Chẳng qua là hôm đó tôi nhận được tin chị tôi bị tai nạn, do là tôi sợ quá nên chạy vội về thôi ạ. Ai mà biết được. Nhưng... Chị cô bị tai nạn à? Thế có sao không? Anh không trách tôi ạ? Sao tôi lại trách cô? Mà tôi đang hỏi tình hình của chị cô đấy. Dạ cảm ơn anh. May mà chị tôi chỉ bị gãy chân thôi. Tôi gửi lại anh đôi giày ạ. Để cảm ơn anh đã không trách tôi. Sau này nếu em muốn đánh giày, tôi sẽ đánh miễn phí cho anh ạ. Không cần đâu. Nếu mà làm công công như vậy thì cô sống bằng gì chứ? Thôi chết rồi. Tôi có việc gấp, tôi phải đi trước đây ạ. Một lần nữa tôi xin lỗi anh ạ. Này cô gì ơi. Cô là em gái chị Tuyết à? Sao lại là anh? Thế hóa ra cô là em chị Tuyết à? Dạ đúng ạ. Thật không ngờ mọi chuyện lại trùng hợp đến như vậy. Đúng là bất ngờ thật. Cô tên gì? Tôi tên là Tuyền. Còn anh là... Tôi là Phan Anh. Rất vui được gặp cô. À, tôi nấu cơm sắp xong rồi. Anh lên tắm, tôi xuống ăn cơm ạ. Ok, vậy để tôi đi tắm đã. Dạ vâng. Thật không ngờ được, anh ấy là chủ nhà của chị mình. Đúng là trên đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cô gái này cũng tận tâm với công việc đấy chứ. Nhiều năng lượng, lại còn đáng yêu. Thật là thú vị. Thơm quá. Xem ra tài nấu ăn của cô không kém gì chị Tuyết đâu nhỉ. Dạ vâng. Anh mong ngồi xuống thử xem. Nếu có món nào không hợp khẩu vị thì cứ bảo với tôi nhé. Được. Cô đi đâu đấy? À, tôi đi ra ngoài để anh ăn cơm ạ. Sao phải như thế? Ở nhà tôi thì ăn cùng tôi luôn chứ ra ngoài làm gì. Tôi không có câu nệ như vậy. Chị Tuyết không nói với cô à? Tại tôi cũng không hỏi kỹ mấy chuyện này. Bình thường tôi cũng sợ là nhiều người không thích ăn cùng người lạ, cho nên... Tôi có như vậy đâu. Tôi ở một mình mà ăn một mình nữa thì buồn lắm. Nào, lấy bát đũa ngồi xuống đây ăn cùng tôi cho vui. Dạ vâng, cảm ơn anh ạ. Cô thưởng thức món ăn mà mình nấu đi nè. Dạ vâng, cảm ơn anh ạ. Mời anh. Ngon đấy. Món này cực kỳ hợp khẩu vị của tôi luôn. May mà hợp khẩu vị của anh ạ. Thuyền, có phải đồ ăn hôm nay có gì lạ không? Dạ không ạ. Có gì là sao ạ? Tự dưng tôi thấy ngứa quá. Cô có cho mì chính không? Dạ có. Tôi có cho một chút ạ. Vậy thì không ổn rồi. Tôi bị dị ứng với mì chính. Thôi chết. Tôi không biết. Anh có sao không? Hay là đi viện nhá? Không cần đâu. Tôi bị dị ứng nhẹ thôi. Trong phòng tôi có thuốc mà. Anh mau dậy uống nước đi để đào thải nhanh hơn ạ. À.
cảm ơn cô. Xin lỗi anh, nhưng mà tôi... Buồn cười chứ gì? Buồn cười thì cứ cười đi. Là tại tôi, cho nên mà anh ấy bị như vậy á. Tôi hết đẹp trai rồi, cô phải chịu trách nhiệm với tôi đấy. Anh và tôi chịu trách nhiệm với anh thế nào? Chịu trách nhiệm là yêu tôi được không? Sao cô? Tôi đùa đấy. Chủ tịch, sao anh đột nhiên lại hủy lịch hẹn với đối tác thế ạ? Mặt của anh bị làm sao thế ạ? Là tại tôi nấu đồ ăn cho thêm mì chính ạ. Sao lại là cô nữa? Thế cô đến đây làm gì? Tôi đến làm giúp việc thay chị gái tôi bị tai nạn ạ. Cô cứ như sao chổi ấy nhở? Ám chủ tịch hết lần này đến lần khác. Bây giờ hủy lịch hẹn với đối tác là họ sẽ dừng hợp tác luôn. Thiệt hại này cô chịu trách nhiệm được không? Sao lại dừng hợp tác? Chúng ta chỉ lùi lịch thôi mà. Dạ, khách hàng này rất là khó tính. Anh ta sẽ không cho người khác cơ hội thứ hai đâu ạ. Vậy bây giờ phải làm sao ạ? Tất cả là tại cô. Nào, đừng có nổi nóng như vậy. Cô cứ về đi, mọi chuyện tôi sẽ xử lý. Nhưng mà chủ tịch... Tôi nói cô về thì cô cứ về đi. Có vấn đề gì tôi là người chịu trách nhiệm cơ mà. Dạ vâng, vậy em xin phép ạ. Tôi xin lỗi anh. Là tại tôi nên mới dẫn tới cơ sự này. Tôi có giúp gì được cho anh không ạ? Cô yên tâm đi. Khách hàng quan trọng này tôi sẽ cố gắng thuyết phục. Nếu không được thì do duyên số vậy. Cô vẫn chưa về à? Về làm sao được? Tôi còn phải nói chuyện với cô. Tôi biết chuyện này là do tôi, cho nên mới khiến tập đoàn bị ảnh hưởng. Tôi cũng ân hận lắm. Nhưng mà trước mắt tôi cũng không biết làm thế nào cả. Nếu như cô thật sự cảm thấy có lỗi thì không phải là không có cách. Tôi cho cô số điện thoại, địa chỉ của khách hàng. Cô thử thuyết phục xem sao. Thật sao ạ? Cô cho tôi cơ hội khắc phục sai lầm ạ? Đương nhiên, tôi cũng là vì lợi ích của tập đoàn mà. Chuyện cô gây ra thì cô phải tự chịu trách nhiệm. Đây nhá, tôi mong tin tốt từ cô. Cảm ơn cô ạ. Đồ sao chổi. Vì cô mà 5 lần 7 lượt tôi bị chủ tịch mắng. Lần này đến phiên tôi dạy cho cô bài học. Chào giám đốc Long. Tôi là Tuyền, là người đã gọi cho anh rất nhiều cuộc điện thoại để hẹn gặp ạ. Cô là người của ABA à? Dạ không, tôi chỉ là giúp việc nhà chủ tịch Phan Anh thôi ạ. Nhưng mà lần trước là do tôi mới khiến chủ tịch Phan Anh bị dị ứng, đến mức phải hủy hẹn với anh. Tôi cảm thấy có lỗi quá, cho nên mạo muội tới đây để xin anh tạo cơ hội ạ. Cô đang đùa tôi đấy à? Người giúp việc ô xin à? Vậy mà có tư cách nói chuyện với tôi sao? Tôi mong là anh thương tình, bởi vì tôi muốn chuộc lỗi thôi ạ. Được. Vậy thì cô muốn tôi tạo cơ hội thế nào? Dạ, tôi mong là anh cho chủ tịch Phan Anh một cái hẹn nữa được không ạ? Vậy đổi lại, cô cho tôi cái gì? Chuyện này... Làm cái đường của tôi đi. Cô đúng gu tôi đấy. Anh nói gì thế ạ? Anh đừng có đùa tôi như thế. Tôi không đùa, tôi nói thật đấy. Em thật sự là gu của tôi. Mỗi tháng tôi sẽ chu cấp cho em 20 triệu. Đổi lại chúng ta cùng vui vẻ, thế nào? Anh nên tôn trọng tôi thì hơn. Đúng là tôi nhờ cậy anh thật, nhưng tôi sẽ không bán rẻ nhân phẩm của mình đâu. Em không phải làm giá với anh đâu. Buông tôi ra, nó vô liêm sỉ. Còn đã. Xem ra cô là bé đường ở tay Phan Anh à?
Vậy nên cô mới dám to gan đến gặp tôi chứ. Cô nghĩ là một hợp đồng với tôi có thể giúp cô bước chân vào nhà hào môn á? Không có đâu. Tin tôi đi, cô cũng chỉ là món đồ chơi của tay Phan Anh đấy thôi. Anh im đi. Tôi và anh ấy không phải mối quan hệ như nghĩ đâu. Đừng ra. Đừng ra. Con Sugar Baby này, mày dám tát tao à? Bỏ tôi ra. Đồ khốn. Anh làm gì cô ấy thế hả? Khốn nào. Một con đàn bà làm tao bị thương hai lần mà còn đòi xin hợp tác à? ABA chúng mày đừng mong có cơ hội này. Mau xin lỗi cô ấy ngay. Mày bị điên à? Mày còn muốn hợp tác với tập đoàn PJ nữa không? Hả? Tôi không cần. Còn anh, xin lỗi cô ấy mau. Nếu không tôi sẽ đưa thông tin này cho báo chí đấy. Anh nên nhớ, ở đây có camera đấy. Cô có sao không? Tại sao cô lại đến đây gặp hắn một mình như vậy? Tôi đâu có biết hắn là loại người đó đâu. Tôi chỉ muốn khắc phục sai lầm của mình thôi. Lần sau muốn làm gì thì hãy bảo tôi, đừng có liều lĩnh một mình như vậy. Tóc cô rối kìa, vuốt lại đi. Cảm ơn anh ạ. Tức thật đấy, con nhỏ đó lại được chủ tịch bảo vệ như vậy. Anh đợi tôi một lát, để tôi vào nấu cơm cho anh ạ. Không cần đâu, hôm nay xảy ra nhiều chuyện rồi. Chúng ta ra ngoài ăn đi, tôi sẽ mời cô. Nhưng mà... Có gì đâu, bây giờ cô cứ ngồi đây chờ tôi một chút. Tôi lên nhà xử lý chút việc, lát tôi sẽ đưa cô đi ăn. Dạ vâng ạ. Chúng ta đi thôi. Ngủ rồi sao? À không, tôi thấy cô ngủ ngon quá. Với cả có con muỗi đậu trên mặt cô, tôi đuổi đi cho cô ấy mà. Muỗi á? Đúng rồi, là muỗi. Mà bây giờ tôi xong việc rồi, chúng ta đi ăn thôi. Dạ vâng. Có muỗi sao? Alo, tôi nghe đây ạ. Là tôi muốn gặp cô ngay bây giờ. Bây giờ luôn sao? Đúng vậy, ở quán cà phê lần trước. Sao thế? Cô có chuyện gì vậy? Xin lỗi anh, hôm nay tôi lại bận rồi, để hôm khác nhá. Lần sau tôi sẽ nấu ăn bù mà anh ạ. Ừ, không sao, nếu cô bận thì cứ đi đi. Dạ vâng, tôi rất xin lỗi anh ạ. Anh ăn tạm cái gì đi nhá, tôi đi đây. Cô hẹn tôi ra đây có việc gì? Anh Phan Anh là bạn trai của tôi. Chúng tôi sắp kết hôn với nhau rồi. Vì vậy cô hãy tránh xa anh ấy ra. Có lẽ là cô đang hiểu lầm cái gì rồi. Tôi chỉ là giúp việc nhà anh ấy thôi. Tôi không hề biết gì về quan hệ của hai người hết. Không biết thì bây giờ cô biết rồi đấy. Tôi không cần biết là cô làm gì. Nhưng mà tôi không cho phép cô ở gần anh Phan Anh. Mau rời khỏi nhà anh ấy đi. Nhưng thật sự là tôi không làm gì mà. Cô có đi không? Hay là để tôi phải dùng biện pháp mạnh? Cô nên nhớ, tôi là người yêu của anh Phan Anh, là bà chủ của cô, và tôi có quyền đuổi việc cô. Tôi và cô yêu nhau từ bao giờ? Sao tôi lại không biết?
Chủ tịch, sao anh lại tới đây ạ? Tôi hỏi cô trước cơ mà. Chúng ta yêu nhau khi nào? Và cô lấy tư cách gì để đe dọa cô ấy? Chủ tịch, bao năm nay em luôn ở bên cạnh anh. Anh biết mà. Chúng ta... Đó là mối quan hệ công việc. Cô đừng có ảo tưởng rồi cho mình cái quyền can thiệp vào chuyện riêng tư của tôi. Nhưng mà cô ta chỉ là một đứa nghèo hèn. Tại sao anh lại đối xử đặc biệt như thế? Còn em, em có gì không tốt ạ? Đó là chuyện của tôi. Cô mau đi đi. Tôi không muốn cô làm thư ký cho tôi nữa. Tôi sẽ chuyển cô đi một bộ phận khác. Anh... Tôi nói rồi, cô đi đi. Nếu không tôi sẽ đuổi việc cô đấy. Thật ngại quá. Chắc là cô ấy hiểu lầm gì đó giữa chúng ta cho nên mới xúc động như vậy à? Cô ấy không hiểu lầm. Cô ấy chỉ phòng xa rồi vội vã giảm mặt cô thôi. Nhưng mà cô cứ yên tâm, tôi và cô ấy không có mối quan hệ gì cả, nên cô ấy không có quyền động chạm hay giảm mặt cô. Anh nói vậy là sao? Tôi nghe không hiểu à? Vậy thì từ từ sẽ hiểu thôi. Sau này có lẽ tôi nên tán tỉnh em một cách lộ liễu hơn để em dễ hiểu, đúng không? Anh đang nói cái gì đấy? Anh đang đùa tôi à? Anh đâu có đùa. Anh đang rất nghiêm túc. Anh là người trưởng thành. Khi gặp người mình thích thì sẽ tỏ tình thôi. Anh thích em. Sao cơ? Anh thích em. Em có muốn anh nói bao nhiêu lần nữa? Dù sao cũng chỉ là thích thôi. Vậy nên... Vậy nên em muốn đốt cháy giai đoạn thành yêu luôn à? Cũng được. Vậy mình hẹn hò luôn được không? Anh... Vậy là em đã đồng ý rồi. Từ giờ chúng ta sẽ hẹn hò. Đâu ra cái kiểu như vậy chứ. Vậy em từ chối anh đi. Nếu em không có tình cảm với anh. Anh... Nếu em cứ từ chối, anh sẽ kiên trì theo đuổi em cho đến khi em thích anh thì thôi. Tuyên, em làm sao đấy? Anh Long, em buồn lắm anh ạ. Em gái anh sắp gả cho chủ tịch tập đoàn ABA rồi. Sao lại buồn? Chắc là em trẻ con, hờn dỗi cậu Phan Anh chứ gì? Không phải anh ạ. Chị gái anh Phan Anh, chị ấy quá đáng lắm. Sao? Chị gái cậu Phan Anh á? Là chị Tuyết gì đó phải không? Sao lại quá đáng? Chị ấy chê nhà mình nghèo, không xứng đáng với anh Phan Anh, còn cố tình chia rẽ chúng em nữa. Bà ta dám khinh thường em gái của anh à? Còn thằng Phan Anh đâu? Nó không biết bảo vệ em à? Sao để em khóc thế này? Anh phải cho thằng này một trận mới được. Anh Long, chuyện này không phải lỗi của anh Phan Anh. Anh cứ ngồi xuống em kể cho anh nghe. Dạ vâng. Dạ vâng ạ. Cháu tới hai bên gia đình môn đang hộ đối. Phan Anh nhà cháu là chủ tịch tập đoàn ABA. Đẹp trai, tài giỏi. Còn con gái của cô là tiểu thư cành vàng lá ngọc của tập đoàn BJ. Dạ vâng, rất hợp ạ. Cháu cũng muốn Phan Anh nhà cháu kết hôn với một cô gái môn đang hộ đối. Dạ vâng ạ. Dạ vâng, thế cô nhá. Cháu chào cô ạ. Chị Tuyết, chị làm như vậy là có ý gì? Ý gì á? Cô đã nghe hết chuyện rồi à? Vậy thì tôi cũng không giấu cô nữa. Tôi đang mai mối cho Phan Anh một cô gái khác. Còn cô, tốt nhất là tránh xa em trai tôi ra. Chị làm sao thế? Tại sao chị lại làm như vậy với em? Em với anh Phan Anh yêu nhau thật lòng cơ mà. Em trai tôi là chủ tịch tập đoàn ABA. Gia đình chúng tôi là gia đình châm manh thế phiệt, không phải cái thứ nghèo hèn như cô. Chị đừng có xúc phạm người khác. Còn chuyện chị muốn em và anh Phan Anh chia tay với nhau, em không đồng ý. Chúng em sắp kết hôn với nhau rồi. Ghê nhỉ.
biết lên mặt rồi đấy. Tôi nói cho cô biết, cô có đồng ý hay không thì mặc xác cô. Còn tôi là chị gái của Phan Anh, tôi có quyền phản đối mối hôn sự của cô và nó đến cùng. Chị quá đáng vừa thôi, chị có biết làm như thế là thất đức lắm không? Mày là cái thá gì mà dám ăn nói với tao như thế hả? Cái thứ nhà quê chân đất mắt quét mà dám lên mặt dạy đời tao à? Chị đúng là quá quắt mà. Tôi khuyên cô nên lễ độ biết điều, vì dù sao tôi cũng là chị gái của Phan Anh đấy. Chị gái mà ăn ở thất đức, cay nghiệt như chị thì không xứng đáng làm chị gái của anh Phan Anh đâu. Xứng hay không thì tôi vẫn là chị gái của nó. Cô nên biết điều đi, đừng cư xử cái kiểu vô học như thế. Vô học á? Tôi có là dân quê, dân tỉnh lẻ lên thành phố, cũng không phải loại người thâm độc như chị đâu. Ơ kìa chị, làm gì mà mặt nặng mày nhẹ thế? Em xem đi, xem cô vợ sắp cưới của em ăn nói hỗn hào với chị chồng tương lai như thế đấy. Chị gái á? Chị gái mà ăn ở thất đức, cay nghiệt như chị thì không xứng đáng làm chị gái của anh Phan Anh đâu. Tuyền là cô gái dịu dàng, chắc chắn là có vấn đề gì cô ấy mới phản ứng như thế này chứ ạ. Rõ ràng trong clip nó ăn nói bố láo với chị như thế, vậy mà em vẫn còn bênh nó được à? Hay ý của em là chị bắt nạt nó nên nó mới cư xử với chị như thế? Phan Anh này, chị là chị của em, nó dù gì cũng phải làm em dâu, mở miệng ra dám xúc phạm chị như thế mà được à? Thôi chị, tính của Tuyền em biết cô ấy như thế nào mà. Cô ấy dịu dàng, lễ phép, có bao giờ nặng lời với ai đâu. Chắc chị nói gì không phải nên cô ấy mới như thế thôi. Này, mày bênh vợ mày, sát muối vào lòng chị đấy à? Bố mẹ mất sớm, một mình chị nuôi mày ăn học đàng hoàng tử tế, để bây giờ mày đi bênh người ngoài, mày nói với chị những lời như thế à? Dạ chị, ý em không phải như vậy, em chỉ đang phân tích tình huống thôi. Chị không biết, mày muốn làm thế nào thì làm. Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về, chị là chị gái của mày, vậy mà nó còn dám ăn nói hỗn hào như thế, thì thử hỏi sau này hai đứa sống với nhau kiểu gì? Hay lại giam ba hôm cãi chồng chen chẻm ra? Mà chị nói thẳng luôn nhá, mày chia tay nó đi. Cái gì ạ? Sao lại chia tay Tuyền? Không được, em với cô ấy sắp kết hôn cơ mà. Không kết hôn gì hết. Nếu em còn coi chị là chị gái của em thì đừng qua lại với cái loại hỗn hào như thế. Em không đồng ý. Chuyện của em và Tuyền em sẽ tự quyết định. Em đã nói cưới Tuyền là em sẽ cưới Tuyền, em sẽ không thay đổi đâu. Xem sao không gọi điện cho anh? Em định sang để nấu món gì đó ngon ngon cho anh. Anh đợi em một chút nhé. Em à, ngồi xuống đây, anh có chuyện muốn nói với em. Có chuyện gì thế ạ? Em có biết không, bố mẹ anh mất từ sớm. Chị Tuyết một tay nuôi anh khôn lớn, cho anh ăn học đàng hoàng. Chị vừa là chị, vừa là mẹ của anh, cho nên... Chị Tuyết nói gì với anh rồi đúng không? Chị Tuyết gửi cho anh. Anh thực sự thấy buồn khi em và chị Tuyết không thể hòa hợp. Chị gái á? Chị gái mà ăn ở thất đức, cay nghiệt như chị thì không xứng đáng làm chị gái của anh Phan Anh đâu. Nhưng đâu phải lỗi tại em, là chị ấy quá đáng đấy chứ. Dù sao em cũng không thể nặng lời với chị Tuyết được. Chị Tuyết là chị chồng em cơ mà. Chị chồng á? Có chị chồng nào ở sau lưng em dâu đi móc nối làm mai em trai mình cho người con gái khác? Em phát hiện ra chị ấy còn mắng em là dân nhà quê chân đất mắt tuyết, bắt em phải chia tay với anh đấy. Em nói sao cơ? Hay là anh cũng chê bai em muốn cưới một cô gái môn đăng hộ đối? Không, khổ quá. Ý anh không phải như vậy. Anh có biết vụ mai mối đấy đâu.
anh cứ bênh vực chị anh như thế thì còn lâu chúng ta mới sống hòa hợp được. Nếu như anh thích, anh đi mà cưới cô gái mà chị Tuyết giới thiệu ấy. Em đi đây. Em rồi ạ. Chị Tuyết làm cái gì không biết, tự dưng lại bị đứng ở giữa chịu trận. Bà này thâm độc thực sự, lại còn quay cả clip nữa cơ. Thế em mới ấm ức. Đã quay clip lại còn chọn đúng lúc em phản ứng lại để quay, còn lúc chị ta chửi em thì lại không quay. Ngứa hết cả gan, dám bắt nạt em gái của anh à? Anh sẽ cho mụ ta một bài học. Nhưng mà trong chuyện này anh Phan Anh không có lỗi. Anh ấy cũng khó xử bởi vì chị Tuyết cũng như là mẹ của anh ấy. Anh đừng làm mọi chuyện rối tung lên rồi cả em và anh Phan Anh không đến được với nhau nữa đấy. Biết rồi, khổ lắm nói mãi thôi. Để anh xử lý. Phải vạch mặt bà Tuyết kia một lần, chứ không thể để ức hiếp em mãi thế này được. Em chào chị ạ. Cô hẹn tôi ra đây có việc gì? Bọn em có chuyện muốn nói với chị. Hai đứa có chuyện gì muốn nói với chị? Dạ thưa chị, em có những lời nói không phải với chị, mong là chị bỏ qua cho em. Em xin phép được nấu một mâm cơm để mời chị, xem như tạ lỗi ạ. Khỏi văn vở, tôi không chấp nhận loại em dâu hỗn láo như cô đâu. Em xin lỗi chị ạ. Thôi mà chị, Tuyền đã có lòng xin lỗi như vậy rồi, chị là người lớn, chị rộng lượng một chút đi chị nhá. Thôi được rồi, để xem sao đó. Ô, chị Tuyết, chị làm gì đấy ạ? Vì ta không muốn động vào mấy cái thứ dơ bẩn này. Chị Tuyết, em đã nhún nhường muốn chung sống hòa thuận với chị, vậy mà chị... Chung sống hòa thuận á? Ai thèm chung sống với mày? Em trai tao, nó là chủ tịch tập đoàn ABA, mày không xứng. Cho dù là như thế, nhưng em với anh Phan Anh yêu nhau thật lòng. Chị dựa vào cái gì mà đối xử với em như vậy? Tao dựa vào cái gì á? Tao dựa vào hai bàn tay này này, hai bàn tay trắng nuôi em tao ăn học thành tài. Vì thế, tao không thích em trai tao cưới một kẻ quê mùa, thích lợi dụng đào mỏ như mày. Mày hiểu chưa? Chị Tuyết, dù sao chị cũng là chị gái của anh Phan Anh, tại sao chị có thể nói những lời khó nghe như vậy được? Tuy là em xuất thân nghèo khó, nhưng chị không thể tùy tiện đánh em, xúc phạm em như vậy được. Mày... Chị Tuyết. Phan Anh à, em về lúc nào vậy? Em đứng từ nãy đến giờ và nghe tất cả mọi chuyện rồi chị ạ. Tôi nói cho chị biết, chị quý em trai của chị thì tôi cũng thương em gái của tôi. Em trai chị là vàng là ngọc trong mắt chị thì cái Tuyền nó cũng là vàng là ngọc trong mắt tôi. Tôi nói cho chị biết, nếu như chị mà còn động vào cái Tuyền một lần nào nữa thì không xong với tôi đâu. Cậu định làm gì? Mà ai làm gì em gái cậu đâu? Tôi chỉ dạy bảo nó cư xử cho phải phép thôi. Chị đánh nó hai lần, chị mắng nó bao nhiêu lần tôi biết hết. Tôi nói cho chị hay, tôi và Phan Anh đã bàn bạc nhau lắp camera ở trong phòng bếp nhà chị. Từ nãy giờ chị nói gì làm gì tôi và Phan Anh biết hết. Xin lỗi em vì anh đã không bảo vệ được cho em. Em biết là anh đứng giữa rất khó xử. Em đã hạ mình cầu hòa với chị ấy. Nhưng mà... Anh xin lỗi, từ giờ anh sẽ không để em phải chịu ở mức nữa đâu. Chị, em biết chị lo lắng cho em, yêu thương em, nhưng em dám khẳng định với chị rằng
Tuyền không phải là hạng con gái đào mỏ. Em với Tuyền yêu nhau là thật lòng. Em mong chị hãy tác thành cho chúng em. Chị chỉ mong em cưới được một người con gái tài giỏi, xinh đẹp, xứng đôi vừa lứa với em. Chị vất vả nuôi em ăn học thành tài. Chị không nỡ nhìn thấy em cưới một người con gái không xứng. Này, xứng hay không là do tình cảm của chúng nó quyết định, không phải là vật chất phù phiếm. Anh Long nói đúng đấy chị ạ. Chị Tuyết, em thật lòng yêu anh Phan Anh. Và em yêu tất cả những gì thuộc về anh ấy, trong đó có cả Chi. Em mong là chị đừng có thành kiến với em và tác hợp cho hai chúng em. Tùy hai đứa, không muốn đang hộ đối thì khó sống với nhau lâu dài lắm. Nếu như hai đứa đã quyết định rồi thì sướng khổ tự chịu, chị không can thiệp nữa đâu. Chị Tuyết cứng miệng vậy thôi, sau này chị ấy sẽ suy nghĩ lại. Cậu mà không bảo vệ được Tuyền thì đừng trách tôi. Chị Tuyết cứng miệng vậy thôi, sau này chị ấy sẽ suy nghĩ lại. Có lẽ chị ấy một mình nuôi anh khôn lớn, phải chịu nhiều khó khăn vất vả, cho nên tính cách mới gai góc như vậy thôi ạ. Cảm ơn em đã thấu hiểu cho chị Tuyết. Anh hứa với em, anh sẽ luôn bảo vệ em, rồi chúng ta sẽ hạnh phúc thôi. Ai như thằng Phan Anh thì phải. Long, phải Long không? Phan Anh à? Ôi đúng mày thật rồi, lâu lắm rồi mới gặp đấy. Mày khỏe không? Mày đang đi đâu thế này? Tao vẫn khỏe, tao vừa đi làm về. Mày làm gì thế? Đừng bảo với tao là xe ôm nhá. Chính nó luôn. Quê mình giờ này phát triển nhở? Chạy được xe ôm cơ à? Đâu có, tao chạy ở trên huyện ấy. Bình thường thì buổi tối mới về cơ, nhưng mà hôm nay ít khách quá nên là về sớm. Ừ. Còn mày thì sao? Dạo này trông bảnh bao nhờ? Chắc là làm ăn được à? Cũng tạm ổn thôi. Này, lâu lắm rồi mày mới về. Tao với mày ra quán trà đá của chị Tuyết đi, hàn huyên tí. Ok luôn, đằng nào tao cũng không vội. Đưa đây. Rồi, lên xe, lấy mũ đi. Dạ. Rồi, ok. Đi nhá. Ừ. Cho chị gửi nước với. Lâu lắm rồi mới thấy Phan Anh về quê nhỉ? Dạo này trên Hà Nội làm ăn được không em? Dạ, em cảm ơn chị. Em vẫn bình thường ạ. Cái bà này hỏi thừa phết. Bà nhìn thằng bạn tôi đi. Quần là áo lượt thế này, chắc chắn nó phải hơn chúng mình rồi. Tao có bị mù đâu. Thậm chí nó làm gì á, tao còn rõ hơn mày đấy. Chẳng qua hỏi xã giao tí thôi. Mà này, mày cẩn thận với con vợ mày đấy. Nó u mê làm giàu đến phát điên luôn rồi. Coi thường bị lừa, còng lưng ra mà trả nợ. Bà cứ nói thế là mất tinh thần. Làm giàu thì ai chẳng muốn. Mà nhá, con vợ tôi ấy, nó rất lanh lợi đấy. Ai mà lừa được nó. Vâng, ở đấy mà lanh mới trả lợi. Uống nước đi. Mày với Vân lấy nhau cũng phải 5 đến 6 năm rồi chứ nhở? Ừ, tầm đấy. Thế được mấy đứa rồi? Vân suốt ngày lo chuyện làm ăn, có chịu đẻ đâu. Thế thì chết. Con cái nó là sự kết tinh của tình cảm, là sợi dây gắn kết vợ chồng. Làm gì thì làm cũng phải nghĩ đến chuyện đó chứ. Lo cái gì, vợ chồng tao còn trẻ. Bây giờ á, cứ lo vững kinh tế đã, một vài năm nữa tính sau. À đúng rồi, Tuyền dạo này thế nào? Đang làm ở nhà hay Hà Nội vậy? Ôi, nó đi học về, suốt ngày mò mẫm trên cái trang trại cũ của nhà tao ấy. Nghe đâu bảo nghiên cứu rồi thử nghiệm cái khỉ ho gì ấy. Nghe đau đầu lắm. À đúng rồi,
Tao nhớ cô ấy học nông nghiệp mà. Chắc đang thử nghiệm loại cây trồng nào để phù hợp với đất đai để nâng cao năng suất ấy mà. Đúng đúng đúng. Nó nói với tao y hệt như mày nói ấy. Thế nhưng mà vẫn chẳng được cái tích sự gì. Tiền có kiếm được đâu. Chán lắm. Tao đã suy nghĩ và cách làm việc của cô ấy tốt mà. Trước sau sẽ có kết quả thôi. Tốt chả thấy đâu. Tao thấy mỗi nghèo thôi. Xong mấy năm nữa chồng con chả lấy được. Xong đi bốc cám mà ăn. À phải rồi. Thế mày vợ con gì chưa? Mày đi biệt tích bao nhiêu năm ấy, không ai biết thông tin gì cả. Tao vẫn vậy. Bận nhiều quá nên không có thời gian. Thế thì chết. Này, tìm hiểu cô nào mà lấy vợ đi. Thứ nhất nhá, là mày có tuổi rồi. Thứ hai á, là hai người cùng làm thì kinh tế của nhà mới đi lên được chứ. Mày nói cũng phải. Thế nhưng duyên số chưa đến thì cũng đành phải chịu thôi. Này, mày nhắc đến cái Tuyển tao mới nhớ. Ngày trước hai đứa chúng mày quấn quýt với nhau suốt còn gì. Bây giờ nó vẫn chưa yêu ai đâu. Hay là đợt này về chúng mày tiến tới luôn đi. Hồi đấy trẻ con tính làm gì chị. Bây giờ mà gặp cô ấy á, em sợ em cũng chưa nhận ra ấy. Con bé càng lớn càng xinh. Mày mà không nhanh á, đứa khác nó đến nó hốt mất chứ chẳng đùa. Ôi giời, bà lại hãm quá. Em gái tôi thì nó có thằng nào để ý mà tôi không biết. Mày cứ cắm đầu cắm cổ trên phố huyện từ sáng tới tối thì biết cái gì. Không nói đâu xa, ngay như cái thằng bạn làm ăn gì đấy của con Vân nhà mày, là thằng Hoàn cũng đang theo đuổi nó giáo giết lắm đấy. Hả? Có chuyện này à? Tao biết ngay mà, mày có để ý cái gì đâu. Mà tao thấy á, cái thằng đấy tướng tá chả tốt lành gì đâu. Mày bảo em gái mày tránh xa nó ra. Cả cái con vợ mày cũng thế. Bà ăn nói vớ va vớ vẩn. Chưa gì đã nghĩ không hay cho người khác rồi. Cái ông Hoàn đấy á, ông ấy làm ăn với vợ tôi mấy năm nay rồi. Chả nhẽ tôi không hiểu ông ấy là người thế nào à? Tao nói thì nói thế thôi. Còn đâu thì tùy chúng mày. Tao cũng không rảnh đi lo chuyện thiên hạ. Mà thôi, hai đứa uống nước đi. Tôi thấy bà đang rảnh đấy. Hình như kia là Tuyền thì phải nhỉ? Tuyền phải không em? Ơ, anh Phan Anh. Đúng là anh thật rồi này. Em còn tưởng là anh Long trêu em nữa chứ. Lâu rồi không gặp lại em. Nhìn em khác quá. Suýt nữa thì anh không nhận ra đấy. Gần chục năm rồi còn gì. Chẳng lẽ anh không định cho em lớn à? Ừ. Mà em đang xách xô đất đi đâu thế này? Em lấy mấy mẫu đất về lại nghiên cứu xem thế nào. Ai ngờ xe hỏng nên đành đi bộ à? Vậy để anh xách giúp em nhá. Dạ thôi, không cần đâu ạ. Anh cũng mới về. Xem thế nào nghỉ ngơi rồi đi thăm bà con đi ạ. Lần này anh về nhà tương đối lâu, cho nên nhiều cơ hội mà. Chẳng lẽ công việc làm ăn của anh trên Hà Nội xảy ra vấn đề gì hay sao ạ? Không phải, chẳng qua anh có dự định cần làm. Nếu như lần này về gặp được em thì hay quá. Em vẫn chưa hiểu ý của anh lắm. Dự định gì đó của anh thì liên quan gì đến em chứ? Được rồi, chúng ta vừa đi vừa nói nhá. Để anh xách giúp em. Dạ vâng ạ. Anh nói thật à? Sai thế nào được. Thằng em trai anh nó vừa ở trên đấy về xong. Không, không thể như thế được. Lô hàng này em đã góp toàn bộ vốn. Đã thế còn cắm sổ đỏ để vay thêm tiền. Bây giờ anh bảo mất, khác nào em trắng tay. Trắng tay thì làm lại từ đầu. Có gì đâu mà. Anh nói dễ nghe thế nhở? Nhà thì em cũng cắm rồi, bây giờ lấy cái gì để làm lại? Cái vụ này á, anh cũng đã nói với em từ trước rồi. Thế nhưng mà em không nghe. Giờ trách cứ anh thế nào được. À đúng rồi, anh làm ăn lâu như thế, kiểu gì chẳng có những mối quan hệ đặc biệt. Anh xem thế nào à, giúp em với. Anh sao đấy? Em với cả anh làm ăn cùng nhau mấy năm rồi. Chẳng lẽ anh nhìn em chết mà anh không cứu à? Vấn đề không phải là vậy, mà là... Có gì thì anh nói luôn đi, chết đến nơi rồi còn ngầm ngừng. Thật ra thì anh có một ông anh họ làm rất là to, có thể giúp được vụ này. Thế nhưng mà anh ấy lại không cần tiền. Không cần tiền? Thế anh ấy cần cái gì mới chịu giúp em? Chẳng cần gì cả. Đối với mấy người đấy á, họ quan trọng nhất là tình cảm. Trước đây anh bị bắt mấy lần, cũng nhờ anh ấy lấy lại hàng hóa mà không lấy một đồng quà cáp nào cả. Tiếc là anh với em chẳng có mối quan hệ gì. Nhờ vả e là khó lắm. Sao lại không? Chẳng phải anh đang theo đuổi cái Tuyền nhà em à? Thì em cũng biết rồi còn gì. Tuyền có bao giờ để ý tới anh đâu.
Anh yên tâm đi, Tuyền nó có mỗi anh Long là người thân thôi, nó phải nghe theo anh Long chứ. Vậy thì chẳng có gì là chắc chắn cả. Bây giờ nhá, anh cứ đi nói dối với anh ấy để anh ấy giúp em, thì cuối cùng vỡ lẽ ra là Tuyền không tình cảm gì với anh, anh họ anh lại giận anh, lại bảo là anh cố tình nói dối anh ấy, thì khổ anh ra. Anh yên tâm đi, bằng mọi cách em sẽ bắt cái Tuyền nó cưới anh. Thì đến lúc đấy hả hai? Cô yên tâm đi, anh một lòng một dạ với Tuyền. Nếu hai gia đình chúng ta thành thông gia rồi thì việc làm ăn của anh với em ấy chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Đến lúc đấy cô sẽ không phải suy nghĩ gì đâu. Chuyện sau thì để sau nói đi anh. Quan trọng nhất vẫn là lô hàng kia. Lỡ chậm ạ, công an người ta đem đi đốt hay là tiêu hủy thì chết toi. Cứ để đấy, anh sẽ alo cho ông anh họ của anh để anh chú ý hơn. Rồi sau khi cưới Tuyền xong, anh sẽ giúp em lấy lại số hàng đó. Em thấy sao? Hình như là anh đang cố tình ép em đúng không? Làm gì có chuyện đấy. Sao em mới nhạy cảm thế nhỉ? Không mà lòng hoàng thế à? Tôi không nghĩ là làm ăn cùng nhau lâu như vậy mà lại bị anh chơi thế đâu. Mọi người á thì cũng chỉ vì tiền thôi. Còn với tôi làm tất cả chỉ vì Tuyền. Nếu có được Tuyền rồi á thì tôi sẽ ủng hộ cô hết sức. Như thế chẳng tốt quá còn gì. Hai đứa chúng mày đẹp đôi phết đấy. Khi nào cưới thì bảo chị trước, để chị còn chuẩn bị quà mừng nhá. Chị toàn nói lung tung. Chị có biết anh Phan Anh là ai không mà chị nói thế? Nó là ai thì cũng là con người, cũng phải lấy vợ sinh con thôi. Mà chị thấy ở cái làng này á, chỉ có mày là xứng đôi với nó nhất thôi đấy. Đấy là chị nghĩ thế, chứ anh Phan Anh có nghĩ thế đâu. Từ nãy đến giờ anh ấy còn chưa thèm nói gì kia kìa. Ấy, không, không phải vậy. Đấy, thấy chưa, nó có phản đối gì đâu. Thôi, chị đừng có trêu anh ấy nữa. Không lần sau á, anh ấy không dám về nữa đâu. Làm gì có chuyện đó, anh phải về chứ, còn nhiều việc chưa làm xong mà. Con chị dâu mày nó đang đi tìm mày hay sao kìa Tuyền? Ôi dồi ôi, hóa ra là mày ở đây à? Làm chị lên trang trại tìm mãi không thấy. Chị tìm em làm gì đấy à? Ô, Phan Anh mới về à? Tôi về được mấy hôm rồi. Mà cậu đi đâu vội vàng thế? Ngồi uống nước đã. Rồi, thôi để khi khác nha. Tầm này không có tâm trạng để nước nôi nữa. Đi về với chị. Chị với cả anh Long có việc quan trọng muốn nói với mày. Ơ kìa, chị thả em ra đi. Làm gì mà cứ lơ lơ kéo kéo như thế? Tầm này không có thời gian để nhớ nhớ nữa đâu. Đi. Thế anh Phan Anh ở lại sau nhá. Em về trước đây ạ. Con danh này láo thật chứ. Đi vào quán không thèm chào mình một câu đã đi về rồi. Láo thật đấy. Em nhìn cô ấy có vẻ gấp gáp lắm. Chị thông cảm cho cô ấy đi. Lần này á, có khi nó có nguy cơ vỡ nợ ấy chứ. Không gấp làm sao được. Chẳng lẽ chị biết chuyện gì ạ? Thì nó làm ăn với thằng Hoàn gì đấy. Toàn nhập hàng lậu ở biên giới về để nhanh giàu. Nghe đâu đợt này đi công an bắt hết hàng, đang cú hết cả lên đấy. Có cả chuyện này sao ạ? Chị đoán không nhầm thì lần này nó gọi cái Tuyền về để ép gả cho thằng Hoàn rồi nhờ nó cứu cánh đấy. Xem ra mày với con bé Tuyền này không có duyên thật rồi. Anh chị bị làm sao đấy? Chuyện này em đã nói từ ngày xưa rồi. Em còn rất nhiều dự định phải làm. Em chưa muốn lấy chồng đâu. Tuổi xuân con gái có thì. Bây giờ mày còn trẻ thì có nhiều thằng mới để ý đến mày. Chứ sau này mày thêm tí tuổi vào thì chẳng có ma nào nó thèm đâu em ạ. Lúc đấy lại ế chỏng ế trơ ra. Đúng rồi đấy. Anh Hòa là người có tài, lại còn kiếm ra tiền nữa, yêu thương mày hết mực. Bây giờ mày nhìn cả cái làng này đi, xem có ai hơn được anh Hoàn không. Mày mà không đồng ý ngay á, già nếu mãi đứt dây đấy. Chị đừng tưởng em ở trên trang trại cả ngày mà không biết gì. Lần này chị làm ăn thua lỗ nên muốn nhờ anh Hoàn cứu vớt, nên lấy em ra làm vật trao đổi chứ gì. Con Danh này, mày biết hoàn cảnh của chị mày như thế mà không thèm đả động gì. Chị em thế à? Em chẳng nói với chị bao nhiêu lần là bỏ cái việc phạm pháp đấy đi. Chẳng qua là chị không chịu nghe đấy chứ. Mày 3 tuổi danh con, hiểu gì về cuộc đời mà đòi dạy chị mày. Ít ra tôi cũng hiểu việc gì tốt, việc gì xấu, việc gì nên làm và việc gì không nên làm. Mày nói như thế, ý là chê tao ngu à? Thôi được rồi, hai chị em im lặng xem nào. Nói gì thì nói, em cũng không đồng ý lấy Hoàn đâu. Thế thì anh cũng không giấu mày nữa. Chị Vân mày đã cắm sổ đỏ nhà mình để vay tiền làm ăn rồi. Nếu như không lấy được lại hàng, thua lỗ hết,
thì nhà mình cũng mất đấy. Cái gì? Nhà của bố mẹ để lại mà chị cũng dám đem đi cắm à? Tao là vợ của anh Long đấy, chẳng nhẽ tao không có quyền à? Chị đúng là hết thuốc chữa thật rồi. Đứng lại! Mày đi đâu? Tôi về trang trai. Tôi không muốn ở cái nhà này nữa. Đừng có tìm tôi làm gì. Đây mới là nhà mày. Mày không được đi đâu cả. Đây sắp không phải nhà của chúng ta nữa rồi. Anh tỉnh táo lại đi. Quyền! Bỏ ra! Anh đang làm cái gì đấy? Mày không được đi đâu cả. Mày ở nhà cho tao. Không! Bỏ tôi ra! Tôi còn nhiều việc chưa làm xong lắm. Đừng lại! Chị làm cái gì đấy? Mày nghe lời chị Vân đi. Ở nguyên trong nhà cho anh. Chờ người ta đến đón dâu. Đừng có cố chấp nữa. Anh bị điên à? Em là em gái của anh đấy. Anh chỉ muốn tốt cho mày thôi. Sau này rồi mày sẽ hiểu. Không được, tôi không đồng ý. Long, Phan Anh à, đi đâu đấy? Tuyền đâu? Sao mấy hôm nay tao lên trang trại không thấy cô ấy vậy? Tuyền nó bận rồi. Mà mày tìm nó làm gì thế? Tao có việc đang bàn dở với cô ấy. Mà mấy hôm nay tao tìm không thấy, gọi điện cũng không nghe máy. Tao lo quá. Tao thấy mày bao nhiêu năm ra ngoài, sao không tìm cái việc nào tử tế mà làm? Theo cái Tuyền làm mấy cái việc vớ vẩn làm gì cho mất thời gian ra? Nói mày không hiểu đâu. Bọn tao đang làm mấy việc vì lợi ích bà con ở đây. Mày cho tao gặp Tuyền đi. Mày á, toàn ngồi trong bếp nói chuyện thế giới thôi, lợi với chả ích gì cho bà con. Thôi về đi. Cái Tuyền nhà tao ấy, nó sắp lấy chồng rồi. Để cho nó yên, nó không làm mấy cái việc linh tinh đâu. Từ đã, mày nói rõ cho tao đi. Tuyền sắp lấy chồng là sao? Sao vậy? Xưa nay trai khôn lấy vợ, gái lớn gả chồng, thành gia lập thất. Có cái gì đâu mà mày phản ứng ghê thế. Nhưng mà cô ấy sẽ lấy ai chứ? Không liên quan đến mày. Mày đừng làm phiền tao nữa. Tao phải đi đây. Sao thế chủ tịch? Có chuyện gì mà nhìn tâm trạng thế? Tuyền sắp lấy chồng rồi chị ạ. Cậu nói cái gì cơ? Cái Tuyền nó sắp lấy chồng á? Em vừa gặp Long xong, nó nói với em như vậy. Sao lại nhanh thế nhỉ? Có lẽ nào liên quan đến chuyện đó à? Sao vậy chị? Đã có chuyện gì vậy ạ? Rồi, đợi cưới được cái Tuyền xong thì tao lên ngay. Thằng Hoàn đây mà, nó làm cái gì mà lấp ló lén lút ở đây nghe điện thoại thế nhở? Hàng nào cơ? À, ui giời, mày điên vừa thôi. Cái đấy á, là tao chém gió cái Vân để lấy lòng nó, chứ làm quái gì có ông anh họ nào mà xin với trả sỏ. Rồi yên tâm, cưới nó xong nha, là tao cho nó ít tiền, thế là xong, có gì đâu. Lúc đấy gạo nấu thành cơm rồi á, thì chả làm gì được nhau cả. Rồi yên tâm nhá. Quái lạ, hàng mới hóa gì nhỉ? Có lẽ nào liên quan đến vụ cái Vân bị bắt hàng không nhỉ? Chuyện là vậy đấy. Có khi nào thằng Hoàn nó đang giở trò để ép vợ chồng thằng Long bắt con Tuyền cưới nó không nhỉ? Chắc là thế rồi chị ạ. Em phải đến nhà Long xem thế nào. Ơ kìa, đại chị với. Anh chị thả tôi ra, không được kẹt anh chị đây. Mày bị điên à? Tao là anh trai mày đấy. Có anh trai nào mà đi bán em gái mày như vậy không? Sao mày lại nói thế? Là vợ chồng anh đang gả chồng cho mày thôi. Như thế là phạm pháp, hai người có thể ngồi tù đấy. Đấy, anh cho nó ăn học cho lắm vào, rồi về nó giở cái lý lẽ pháp luật ra để dọa mình. Anh sáng mắt ra chưa hả? Tao nói mày nghe. Vợ chồng mày làm gì vậy? Chuyện của gia đình tôi, hai người đến đây làm gì? Còn làm gì à? Nó là em gái của mày, mà mày đối xử với nó như thế à? Không phải việc của bà. Mày thích không? Tao cho thành việc của tao luôn. Em có sao không? Em không sao đâu ạ. Cảm ơn anh. Cảm ơn chị ạ. Đây là việc nhà tao, không liên quan đến mày. Hai người đừng có sai lầm nối tiếp sai lầm nữa. Như vậy là phạm pháp đấy. Lại phạm pháp? Sao cứ dở pháp luật ra để dọa bọn này thế nhở? Mày ngu như con lừa ấy. Bảo sao suốt ngày làm ăn vớ vẩn rồi vỡ nợ. Bà hơi quá đáng rồi đấy. Thế tao nói không đúng à?
Phan Anh này, tao với mày là bạn, nhưng đây là chuyện trọng đại liên quan đến cuộc sống sau này của vợ chồng tao. Mày về đi. Đúng rồi đấy, nếu mà con Tuyền không là anh Hoàn thì bọn này sẽ vỡ nợ, không có nhà mà ở đâu. Thế mày nghĩ thằng Hoàn nó sẽ giúp được mày chắc? Bà nói thế là sao? Chuyện là vậy đấy, chính tai tao nghe thấy lẽ nào lại sai. Thằng Hoàn nó chỉ lừa vợ chồng mày thôi, chứ bản thân nó còn lo không xong, nói gì đến cứu mày. Sao có thể như thế được? Thằng Phan Anh đây, nó đường đường là chủ tịch tập đoàn ABA, địa vị cao quý, là đại gia chính hiệu thì chúng mày không nhờ, lại đi nhờ cái đứa vớ va vớ vẩn nào ấy, suýt hại đời em gái mình. Vợ chồng chúng mày á, đúng là ngu như con lừa ấy. Phan Anh, mày là chủ tịch tập đoàn ABA thật à? Đúng vậy, lần này tao về đây định đầu tư một dự án nông nghiệp, cho nên rất cần mấy mẫu nghiên cứu thử nghiệm của Tuyền. Vì vậy mà bọn tao hợp tác nghiêm túc, mong rằng mày đừng cản trở bọn tao nữa. Tạm thời tôi sẽ ở trên trang trại, anh chị cũng đừng tìm tôi làm gì nữa. Em đi trước đi ạ. Tuyền, đây chị. Giờ tao sẽ lo cho Tuyền. Bao giờ vợ chồng mày suy nghĩ chín chắn, nhận lỗi, thành tâm sửa lỗi thì lúc đó hãy đến tìm tao, tao sẽ giúp đỡ. Còn bây giờ đừng tìm Tuyền nữa, tao nghĩ cô ấy không muốn gặp vợ chồng mày đâu.